Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin pháp luật. Bản tin này sẽ phát từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Thư viện Pháp luật. Vaccine COVID-19 của Việt Nam được Hội đồng Đạo đức thông qua chờ cấp phép khẩn cấp. Theo nguồn tin riêng của Vietnamnet, thì Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y học quốc gia, gọi tắt là Hội đồng Đạo đức, đã chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ pha 3A vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax của công ty Nanogen. Hiện toàn bộ hồ sơ, dữ liệu đã được chuyển sang Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Bộ Y tế để xem xét cấp phép khẩn cấp có điều kiện đối với vaccine Nanocovax. Đây là tin rất vui cho toàn bộ người dân Việt Nam. Bên cạnh những nỗ lực đàm phán mua vaccine nước ngoài, thì việc tự chủ được công nghệ vaccine đạt chuẩn sẽ giúp cho ngày Việt Nam đạt được miễn dịch cộng đồng trở nên gần hơn bao giờ hết. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị bỏ ngay giấy phép con cản trở lưu thông. Trước tình trạng hàng hóa đang bị ách tắc ở nhiều nơi, Bộ Giao thông Vận tải đã có công điện khẩn số 12 gửi các địa phương vào đêm qua 26 tháng 8 2021. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo địa phương triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời về hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian chống dịch theo quyết định 1570 ngày 24 tháng 8 2021. Chỉ đạo ra soát lại các văn bản không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng về vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Đồng thời, chủ động bãi bỏ ngay các quy định không còn phù hợp và báo cáo kết quả trước 15 giờ ngày 28 tháng 8 2021. Quân đội có thể sản xuất 4.000 bình oxy mỗi ngày. Theo Trung tướng Vũ Văn Kha, quyền tư lệnh quân chủng phòng không không quân, thì sản lượng sản xuất oxy trong một ngày đêm tại nhà máy A41 và trạm lưu động có thể lên đến 4.000 bình loại 40 lít. Do nhu cầu oxy phục vụ điều trị F0 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn lớn, nên quân chủng quyết định đưa trạm sản xuất lưu động đến gần các bệnh viện. Cụ thể, quân chủng đã điều động 2 trạm sản xuất oxy lưu động từ Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 và Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 đến Bệnh viện 175, sẵn sàng cung cấp oxy y tế cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trung tướng Kha nhấn mạnh, chúng tôi đã và đang hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh với tất cả những gì mình có. Nếu thành phố cần thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động. Bộ Y tế hướng dẫn danh mục 7 loại thuốc điều trị ngoại trú cho F0 tại nhà. Ngày 26 tháng 8 2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định 4109 ban hành hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà. Nội dung đáng chú ý trong văn bản này là 7 nhóm thuốc điều trị cho các bệnh nhân F0 bao gồm: thuốc hạ sốt giảm đau paracetamol, thuốc cân bằng điện giải, dung dịch oxoy, gói bù nước, chất điện giải khác, thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng, vitamin tổng hợp có một trong các thành phần sau: vitamin B1, B6, B12, vitamin C có thể bao gồm kẽm và vitamin D, thuốc sát khuẩn hầu họng natri chloride, dung dịch 0,9% hoặc viên pha nước muối và thuốc sát khuẩn hầu họng khác, thuốc kháng virus sử dụng theo đề cương nghiên cứu lâm sàng được Bộ Y tế phê duyệt hoặc theo thông tin tờ hướng dẫn sử dụng thuốc sau khi thuốc được cấp phép lưu hành sản phẩm tại Việt Nam, thuốc chống viêm corticosteroid đường uống và thuốc chống đông máu. Thủ tướng kiểm tra đường dây nóng nhiều nơi ngủ lạnh. Vào sáng 27 tháng 8 2021, khi thị sát khu dân cư, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục đề nghị người dân gọi điện vào các đường dây nóng để kiểm tra việc hoạt động. Tại Bình Dương, Thủ tướng nói người dân gọi vào các số điện thoại đường dây nóng mà địa phương cung cấp, yêu cầu hỗ trợ y tế và gói an sinh xã hội. Tuy nhiên, khi người dân lấy điện thoại bấm số, gọi tới lần thứ tư thì mới có người nhấc máy. Tình trạng đường dây nóng có dấu hiệu nguội lạnh không phải là chuyện quá xa lạ, hay người dân vẫn còn lúng túng không thể liên lạc được ai diễn ra khá phổ biến. Tại thành phố Thủ Đức, Thủ tướng đề nghị người dân gọi vào tổng đài 1022 nhưng đều quá tải, không có người nghe máy. Việc để người dân gọi đường dây nóng nhiều lần không ai bắt máy hoặc máy bận là chưa ổn. Từ đó, đề nghị địa phương cử người trực 24/24, tiếp nhận cuộc gọi, hỗ trợ người dân kịp thời. Nhiều người rủ nhau vào nghĩa trang để tập thể dục. Chuyện có thật, ở ngõ 245 ngách 77 phố Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thuộc tổ dân phố số 26. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận có một nhóm người đang tập thể dục như đánh cầu lông, chơi bóng đá. Đáng chú ý là có nhiều trẻ em đang vui chơi tại đây, tất cả đều không đeo khẩu trang và không có lý do ra đường chính đáng. Trên mạng, người ta nói vui rằng chắc có lẽ là mấy người này vào nghĩa trang tập thể dục để cho quen mùi trước. Có nói vui nhưng lại có giá trị thật.
Trong lúc Hà Nội đang căng thẳng vì dịch bệnh mà những hành vi bất chấp lệnh cấm như thế này là quá sức nguy hiểm cho cộng đồng và cho chính bản thân họ. Và lẽ dĩ nhiên khi được bắt tận tay, dây tận trán như thế này thì mỗi người sẽ nộp từ 1 đến 3 triệu đồng vào ngân sách theo quy định xử phạt tại Nghị định 117/2020 là chuyện đương nhiên. Trên đây là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.